Bạn dự định lại đi câu mà nó vừa ơi xin mở ra luôn à. Chỗ này câu gì nữa. Khiếp thì chứ. Nó lên tới trên này luôn à.
tôi nói luôn á, mà ông không được mà đi câu tôi câu gái tôi chỉ cho cách nói chuyện nói biết rồi rõ rồi đúng rồi, anh chỉ được làm cho làm thôi. Hai ở chặn lại đi câu cá này. Cho con cá này đi. Rồi.
Cắn thôi, cơ sở à. Nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá. Anh cho nó mới tầm câu hả, đúng không? Chứ là ở nhà nhậu không đâu. Có nhậu đâu. À, không được mà, xin tôi thử con sẽ ở nhà nhậu. Điền câu lắm á, chứ không? Ừ. Ủa, tới Biên Hòa câu không á. Mà điền bóng cái là... không có xét kế, không biết câu đâu, chỉ về ngồi dược kìa. Vậy mà cắn quá phải không? Ừ, thử là nhậu. Có nữa không? Thử là đang nhậu không? Không có nhậu ở đâu. Câu cái này là anh câu không chì, chì bự lên. Chì bự á hả? Ừ, chì 20 á. Anh luyện của hoài bắt cá bự, cá trắng bự nữa. Nó ăn vậy hoặc câu xuống cái này bự rộng đó. Còn nếu anh câu trên bờ vậy là ít khi ăn được nó lắm. Con ngày đó ít vô bờ lắm. Câu cá lòng tông á, chứ mà rốt cuộc những cá này cái lòng tông anh phải mua bộ lưỡi nhỏ không ấp á. Cái lòng tông là không có cái chấm lưỡi nhỏ lắm, nó ăn trên mặt, nó ăn trên mặt nước không à. Đưa cái bộ lọc lòng tông. Ờ, đưa cho em bộ đây. Đi kiểu này là dìa mớm luôn. Em có thùng nước đá ở đây theo đó chứ. Ờ. Ờ. Nhớ tiền em gửi. Thôi rồi. Đó, anh cho anh câu. Câu con sâu á sạch tay. Yeah. Ừ. Câu trùng dơ ngắt dơ. Trùng dơ lắm. Ừ. Có khăn chùi hết. Em ở nhà cho chim ăn á, lên lấy miếng câu nè. Ừ, hủ câu cái ngại hết. Đúng rồi. Có thằng kia nó thèm cái đồng tông. Thì câu cho nó là chứ. Chứ nhà không? Khó tiêu. À. Chị ơi, họ phải lăn bột. Nhiều lắm. Mấy bà già, ông già thì phải khó tiêu.